Nhật Bản cũng có các đảo phía Tây Nam và tăng ngân sách quốc phòng. Nhật Bản đang tăng ngân sách quốc phòng và trang bị vũ khí cho các hải đảo nằm xa đất liền khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho biết các mối đe dọa từ các cường quốc láng giềng đã thúc đẩy quốc gia vốn trong nhiều thập kỷ phụ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh bắt đầu đẩy mạnh khả năng phòng thủ của chính mình. Không chỉ tăng cường phòng thủ ở quần đảo Amami Oshima, Nhật Bản cũng đang củng cố các hải đảo xa xôi nằm về phía Tây Nam. Đơn vị đồn trú mới nhất được thành lập vào tháng 3 trên đảo Oshigaki ở phía nam Okinawa, chỉ cách Đài Loan 270 km. Vào tháng 12/2022, Nhật Bản công bố kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, cam kết tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong vòng 5 năm. Nhật Bản cũng chuẩn bị triển khai tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới tận Trung Quốc dọc theo các đảo phía Nam vào đầu năm 2026. Không chỉ lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc, Nhật Bản còn phải cảnh giác về những lần thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên đôi khi bay ngang qua lãnh hải và lãnh thổ của họ.